kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đêm qua đến sáng nay, rãnh mây dông đã được đẩy dịch dần xuống khu vực Bắc Bộ, gây ra mưa rào và dông trên khu vực. Mưa cũng đã phần nào xoa dịu bầu không khí nóng bức trong những ngày qua, nên nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay đã giảm xuống và phổ biến trong khoảng 30 đến 33 độ. Như vậy là người dân các tỉnh miền Bắc đã được tận hưởng một ngày với tiết trời mát mẻ. Tuy nhiên, trong 24 giờ tới thì khối khí lạnh có cường độ ổn định và suy yếu, nên khối khí nóng phía Tây sẽ có điều kiện để phát triển trở lại. Do vậy mà trên toàn khu vực mưa sẽ giảm hẳn, tình trạng nắng nóng sẽ lại gia tăng. Dự báo nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ đạt mức 32 cho đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Còn tại các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong đêm nay và chiều tối ngày mai sẽ có mưa rào và dông ở một vài nơi. Ngày mai trời nắng và một số nơi thì vẫn còn xuất hiện nắng nóng. Tuy nhiên, cường độ nắng sẽ giảm bớt với nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa dao động từ 34 cho đến 37 độ. Về đêm thì nhiệt độ dao động trong khoảng 26 đến 29 độ, tiết trời oi bức ngột ngạt. Với khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, thời tiết chủ yếu là có nắng nóng vào ban ngày với mức nhiệt phổ biến từ 34 đến 37 độ. Còn chiều tối và đêm thì chỉ có mưa dông ở một vài nơi với nhiệt độ thấp nhất ban đêm dao động từ 25 cho đến 28 độ. Lên đến các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, thưa quý vị, trong đêm nay và chiều tối ngày mai, nơi đây sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Có ban ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ trong ngày sẽ dao động trong khoảng 20 cho đến 33 độ. Tại khu vực Nam Bộ thì mưa dông chỉ xuất hiện vài nơi, tập trung vào chiều tối và đêm. Còn ban ngày, trời tiếp tục nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 35 độ. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 25 đến 28 độ. Xu hướng trong những ngày tới thì khối khí nóng sẽ có xu hướng phát triển trở lại. Điều này khiến tình trạng nắng nóng sẽ lại gia tăng trở lại đối với các tỉnh khu vực miền Bắc và phía Bắc của miền Trung. Trong những ngày nắng nóng oi bức như thế này thì du lịch biển đảo sẽ tạo cho du khách cảm giác thoải mái và dễ chịu hơn. Thưa quý vị, được biết đến là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Ninh, đảo Quan Lạn không chỉ hấp dẫn du khách bởi không gian trong xanh, khoáng đạt, cảnh quan nguyên sơ trong lành, mà còn trên đảo có rất nhiều di tích văn hóa lịch sử ghi dấu những chiến công hiển hách của cha ông trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Đến với Quan Lạn thì quý vị và các bạn sẽ được tận hưởng những làn gió biển mát mẻ, và đây chắc hẳn sẽ là điểm đến lý tưởng dành cho những ai muốn xua tan đi cái nóng của mùa hè. Tiếp nối bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo vào ngày mai. Thưa quý vị, tại các địa điểm du lịch vùng núi Tây Bắc như là tại Điện Biên, trời hầu như không mưa, ngày nắng nóng với nhiệt độ dao động từ 23 đến 35 độ. Tại Sapa có mưa và dông vào chiều tối, nhiệt độ trong khoảng 17 đến 21 độ. Còn tại thành phố Tam Đảo có mưa rào và dông vào chiều tối, nhiệt độ trong ngày tăng lên mức 21 đến 28 độ. Với các địa điểm du lịch phía Đông Bắc Bộ thì thời tiết duy trì trạng thái là mây thay đổi, có mưa rào và dông ở một vài nơi, ban ngày trời nắng nên nhiệt độ tăng, tuy nhiên thì tiết trời chưa quá nóng bức. Tại Hà Giang, Vịnh Hạ Long và tại Hải Phòng, nhiệt độ thấp nhất khoảng 24 đến 26 độ và cao nhất trong khoảng 33 đến 34 độ. Xuôi xuống các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, nơi đây thời tiết phổ biến mây thay đổi, ngày nắng nóng, tuy nhiên thì cường độ nắng cũng dịu đi đôi chút so với mấy ngày vừa qua. Chiều tối tại đây sẽ có mưa dông ở một vài nơi. Tại Sầm Sơn và tại Phong Nha Kẻ Bàng, trời không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ và cao nhất từ 35 đến 36 độ. Tại Huế có mưa nhẹ và dông, ngày nắng, nhiệt độ duy trì từ 26 cho đến 37 độ. Tiếp tục đi vào phía Nam, qua đèo Hải Vân thì chúng ta sẽ đến với các địa điểm du lịch như là tại Đà Nẵng, Hội An. Thì các nơi này thời tiết ổn định với trời không mưa và khá nắng nóng vào ban ngày, với nhiệt độ cao nhất đạt mức 36 đến 38 độ. Tại Bà Nà thì có mưa nhỏ và dông, thời tiết có phần mát mẻ và dễ chịu hơn với nền nhiệt độ phổ biến dưới 30 độ. Ra đến vùng ven biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ như là tại Nha Trang và Mũi Né thì trời hầu như không có mưa, ngày nắng, nhiệt độ trong ngày ở trong khoảng 27 đến 34 độ. Còn tại Vũng Tàu có lúc có mưa rào, ngày nắng, nhiệt độ duy trì từ 27 đến 34 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, thời tiết duy trì trạng thái mây thay đổi, đêm nay và chiều ngày mai sẽ có mưa rào và dông, còn ban ngày trời nắng. Tại Pleiku và tại Buôn Ma Thuột, nhiệt độ thấp nhất khoảng 22-23 độ và cao nhất trong khoảng 31 đến 33 độ. Tại thành phố Đà Lạt, nhiệt độ dao động ở mức 17 đến 26 độ. Đến với các địa điểm du lịch Nam Bộ như là tại Tây Ninh, chiều tối có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, nhiệt độ phổ biến từ 27 cho đến 35 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh và tại U Minh có mưa nhỏ, ngày nắng, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ. Đến với Côn Đảo và Phú Quốc, tại đây mây thay đổi, chiều tối sẽ có mưa rào và dông ở một vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 27 cho đến 33 độ. Bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.